Các bạn yêu quý, bài học của chúng ta hôm nay có tên gọi là Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. Qua bài học này, chúng mình sẽ nắm được quy tắc nhân nhẩm một số với 10, 100, 1000, vân vân. Bài học còn giúp chúng ta được cùng nhau ôn tập về nhân một số thập phân với một số tự nhiên nữa đó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu học nha. Như đã nói, ở mục tiêu bài học, bây giờ chúng ta sẽ ôn bài cũ một chút nha. Bạn hãy kiểm tra kết quả của các phép tính dưới đây. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Chúng ta vào bài mới nha bạn. Mình có ví dụ sau. 27,867 x 10 bằng bao nhiêu? Bạn hãy tính theo quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Các bạn xem nè, đặt tính và tính theo quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên, ta có 27,867 nhân 10 bằng 278,670. Vậy 27,867 nhân 10 bằng 278 phẩy 67. Hãy quan sát phép tính thật kỹ nha bạn. Bạn có nhận thấy rằng nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số, ta cũng được 278,67. Thật là dễ dàng phải không bạn? Như vậy, mình có ngay một ghi nhớ rồi. Khi nhân một số thập phân với 10, ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số là được ngay tích bạn ơi bạn hãy viết kết quả thích hợp cho các phép tính dưới đây bằng việc chuyển dấu phẩy sao cho hợp lý nhé Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình sẽ làm thêm ví dụ nữa bạn ơi. 53,286 nhân cho 100 bằng bao nhiêu? Mình có phép tính hàng dọc này, bạn hãy nhập đáp án vào đi.

Vậy, bạn hãy điền chữ thích hợp vào ghi nhớ dưới đây nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Nếu bạn đã hiểu về quy tắc nhân số thập phân với 10, 100 thì cũng không khó khăn gì. Đối với nhân số thập phân với 1.000 đâu nha? Bạn hãy xem thử ví dụ này. 4,13 x 1.000 bằng bao nhiêu? Đây là phép nhân số thập phân với 1.000. Theo quy tắc, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số thập phân 4,13 sang bên phải 3 chữ số. Như bạn hãy nhìn đi. Phần thập phân của 4,13 chỉ có 2 chữ số. Vậy ta phải làm sao đây? Này nhé, bạn xem đây. 4,13 nhân 1000 bằng Trong trường hợp như vậy, ta phải viết thêm một số 0 vào bên phải số 413 bạn ha. Cuối cùng, bạn phải ghi nhớ điều này. Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1 2 3 vân vân chữ số bài học kết thúc tại đây chúc bạn có những giờ học toán thật vui và hiệu quả xin chào bạn đúng rồi bạn giỏi lắm đúng rồi bạn giỏi lắm đúng rồi bạn giỏi lắm bạn làm đúng rồi bạn làm đúng rồi bạn làm đúng rồi bạn làm đúng rồi can rỗng cân nặng 1,3 kg. Biết 1 lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu kg? đúng rồi bạn giỏi lắm đúng rồi bạn giỏi lắm